Từ ngày 18 tháng 3, công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xuất sản Vitsen áp dụng giảm giá 7 mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường, trong đó có mặt hàng giảm giá mạnh đến 14.000 đồng trên kg. Cụ thể, thịt vai từ 136.000 đồng còn 122.000 đồng trên 1 kg, thịt cút lết từ 135.000 đồng còn 126.000 đồng trên kg, thịt nạc vai đùi từ 128.000 đồng còn 118.000 đồng trên kg. Theo lãnh đạo công ty Vitsen, căn cứ vào giá heo hơi trên thị trường và tiêu chí của chương trình bình ổn thì công ty đã điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, đợt này công ty cơ cấu lại giá toàn bộ các mặt hàng thịt heo có loại giảm đến 33.000 đồng áp dụng từ 8 tháng 3.